Chào các bạn, ở trong video này thì công ty Hacode sẽ mở hộp và review cho các bạn đầu đọc mã vạch cho mô hình băng truyền. Model tôi muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay của thương hiệu Opticon, model này NLV1001. Thì đây là hộp của sản phẩm. Hộp mà sản phẩm rất là nhỏ. Phía bên ngoài chúng ta sẽ có một cái tem ghi các thông số, thông tin của máy. Model này NLV1001. Đây là phiên bản USB. Với cái model này thì chúng ta có thêm một lựa chọn nữa là phiên bản dành cho cổng COM hay là cổng VS232. Đây là máy sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Đây là thông tin về cái series của máy. Ở đây tôi sẽ mở hộp. Thì bên trong của máy thì đầu đọc của chúng ta sẽ được bọc trong một cái túi xốp chống sốc như thế này. Đây là sản phẩm của chúng ta. Phía đằng trước chúng ta sẽ có logo Opticon, một nút bấm scan, đây xuống bằng tay, một đèn báo, báo đỏ, báo xanh khi chúng ta quét sản phẩm, quét mã vạch. Made in Japan, đi đằng trước đây. Đây tem bảo hành chính hãng. Phía đằng sau của chúng ta sẽ có cái thông số kỹ thuật, thông tin của máy, model, serial number, Made in Japan. Đây phía đằng trước này chúng ta sẽ có là cái mắt đọc V1001 thì đầu đọc là loại 1D, thường được sử dụng ở trong mô hình băng truyền hoặc là tự động hóa. Thì vì được lắp trong băng truyền ấy thì cái model này sẽ được thiết kế ở bên hai bên này. Chúng ta sẽ có cái phần ốc chờ này để gá vào trong các cái phần băng truyền ốc chờ. Thì tùy vào cái thiết kế của cái băng truyền ấy thì chúng ta sẽ bắt vít vào hai cái ốc này và hai cái này để đọc. Thì máy sẽ có hai chế độ đọc, một là đọc bằng thủ công, bấm vào nút scan đây. Trường hợp thứ hai là đọc tự động. Thì thông thường thì cái thiết bị này sẽ được set ở chế độ đọc tự động ở trong các băng truyền với cái hiệu năng đọc rất là tốt. Tốc độ đọc lên đến 100 scan trên 1 giây. Máy thì theo tiêu chuẩn là IP43 và trọng lượng rất là nhỏ gọn, chỉ có 18,5 gram thôi. Máy thì xuất xứ từ Nhật Bản, bảo hành chính hãng là 24 tháng. Thì có phiên bản cổng com nữa thì sẽ thêm với nguồn điện cổng com. Cái đấy là cho tùy chọn của khách khi mà các bạn sử dụng có loại USB hay cổng com. Các bạn tin hạt tốt để được kinh doanh tư vấn và hỗ trợ báo giá. Thì mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm Opticon NLV1001 thì các khách có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Hacode theo số điện thoại hotline 0942858285 hoặc lên trang chủ công ty Hacode tại địa chỉ hacode.vn để được hỗ trợ. Cảm ơn các khách đã theo dõi video. Xin cảm ơn.